Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta lại gặp nhau vào đúng khung giờ này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón chào một nhân vật mới của tuần này. Không biết chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện gì đây, một trải nghiệm gì đây? Chào em. Dạ, em chào chị. Hôm nay em 34 tuổi. Hiện tại em là diễn viên. Ừ. Thì bây giờ câu chuyện của mình sẽ là câu chuyện của một chàng trai 34 tuổi, hay là của một diễn viên 34 tuổi, hay là của một vai trò xã hội nào đó. Bây giờ mình cho một cái từ khóa để mình đặt tên cho câu chuyện của mình đi. Câu chuyện của em là về sức khỏe. Một chàng trai 34 tuổi, nếu như mà theo cái gọi là cái vận hành thông thường á, thì em đang trong cái độ tuổi mà người ta gọi là sung mãn về sức khỏe, trai tráng á. Thế thì cái từ sức khỏe này được hiểu theo kiểu nào đây? Em vừa căn bệnh ung thư của em đã được 2 năm. Có nghĩa là cái lúc mà mình phát hiện ra mình bị ca là phải trước đó nữa, hay là dạ, cách đây 2 năm mình phát hiện? Cách đây 2-3 năm là đã phát hiện bệnh và điều trị bệnh, cho tới giờ thì em đã ổn. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói về trước cái giai đoạn mình phát hiện đi. Trước cái giai đoạn phát hiện thì mình vẫn là 30 tuổi. Tình trạng sức khỏe của em từ bé cho đến cái thời điểm trước khi phát hiện ca nó như thế nào? Sức khỏe em rất là bình thường, rất là khỏe mạnh. Và là em bây giờ em đam mê nhiệt huyết với cái ngành đi diễn á. Thì hồi xưa em chỉ là một bạn ít trao quần chúng thôi. Rồi nỗ lực từng ngày em đi lên. Thì đi lên đó là em theo nghề cũng được 5-6 năm rồi. Nghĩa là đó là cái trải nghiệm nghề nghiệp của mình. Và khi mình theo đuổi cái trải nghiệm đó thì cái tình trạng sức khỏe của mình nó rất là bình thường. Rất là bình thường, rất là mình tốt. Mình có nhức đầu sổ mũi hay đau nhức cơ hay là những cái dấu hiệu gì đó mà nó là một dấu hiệu sức khỏe mà mình... Nói chung là tuổi trẻ mà ai cũng nghĩ mình có sức khỏe, mình không ai nghĩ mình bệnh tật. Nhất là nhiều khi em là người không có rượu bia và đặc biệt là hút thuốc, thuốc lá em cũng không có đụng đến. Lối sống là lành mạnh đó, theo chuẩn y khoa là lối sống lành mạnh đó. Nhưng mà vẫn bị. Thế thì bây giờ là không có dấu hiệu báo trước nè, bằng cách là công việc của mình thì mình cũng đáp ứng tốt, mà lại là một công việc đòi sức khỏe nó cũng phải nhiều. Lối sống thì không có gì bất thường. Vậy thì nó bắt đầu bất thường như thế nào mà em buộc phải đi khám để rồi nhận một cái thông tin? Đi diễn, em muốn đi diễn. Rồi nhiều khi những cái ngày em không diễn, em cũng có đi là đi hậu kỳ, đi ekip. Thì em làm nhiều quá chị. Đó, nhưng mà cứ ngày này vừa hết nó là nhảy qua ngày khác. Rồi sau đó thì em làm kiểu dạng em làm cực lực á, em làm một ngày em ngủ khoảng tầm mấy tiếng, em cứ làm quần quật trong vòng mấy tháng, cứ liên tục vậy đó. Lâu ngày nó cơ thể mình nó tích tụ lại, nó yếu. Thì đặc biệt là em phát bệnh là trong cái mùa dịch vừa hết là bắt đầu là bệnh em mới bộc phát. Cái dấu hiệu của cái việc bộc phát bệnh ở đây là em gì? Em bị nổi hạch trên mặt của em, xong nó chèn, nó không có xẹp. Một tuần lễ em đi khám bác sĩ, là bác sĩ cho thuốc uống. Ở vị trí nào em khi nó nổi? Dạ, đây. Là ở bên quai hàm. Bên từ một cục nhỏ, nó nhỏ dấu hiện chỉ là nhỏ xíu thôi. Sau đó là nó bự lên hết, nó chèn hết khuôn mặt của em mà nó cứng ngắc. Thì sau đó là em không ngủ được. Không ngủ được thì nó chèn tới thái dương rồi. Gia đình mới dẫn đi khám tất cả các bệnh viện luôn. Rồi cuối cùng em quay về ông bú. Ông bây giờ tới ông bú thì ông bú khi mà ông bú mới phát hiện em có bệnh. Thực ra nó là một cái hạch nổi, và mình tức là nhìn bằng mắt thường là mình đã thấy vấn đề. Thì có vấn đề rồi. Cái chẩn bệnh ở những cái bệnh viện mình đi qua đó, thì cái sự mơ hồ thông tin đó nó đến là vì sao? Tức là người ta vì cái gì mà người ta không có phát hiện ra được để gọi tên cái bệnh của mình là bệnh gì? Mình không có biết là cái bệnh của mình như thế nào mà nó nổi như vậy. Thì cũng làm xét nghiệm đủ thứ, nhưng mà kiểu dạng như những bệnh viện người ta không có chuyên cái gì. Nó bệnh viện những cái tuyến từ quận tiếng nơi mình ở, xong sau đó là nếu họ không chữa được họ sẽ đẩy lên tuyến trên, rồi xong tuyến trên ở rồi bắt đầu thì họ mới nói là bây giờ là ở đây thì không đảm bảo, thì thôi mình cứ về bú mình xét nghiệm. Cái nhiều khi ta nghi cái đó là một cái bú gì đó thì mình về chuyên khoa bệnh viện nào thì mình về chuyên khoa đó, thì nó sẽ biết đâu tìm ra nguyên nhân bệnh. Sau rồi bác sĩ mới chuẩn đoán bệnh là bắt đầu theo dõi điều trị. Trong cái quá trình mà mình bắt đầu phát bệnh á, thì cái yếu tố ngoại hình của mình nó thay đổi. Trong khi cái công việc mà em theo đuổi là cái công việc mà nhân diện ngoại hình nó đòi hỏi cũng có tiêu chuẩn khắt khe. Thế thì cái lúc mà mình chưa biết mình bị ca, mình chỉ biết là mình có bệnh, cơ thể của mình, cơ mặt của mình nó không còn bình thường, thì lúc đó tâm trạng của em nó hỗn loạn theo kiểu nào? Tức là lúc này mình chưa biết mình bệnh gì nha, thì nó trong đó là đương nhiên là có cái sự căng thẳng về việc là cuối cùng nó là cái gì. Dạ, tìm hiểu thì đó là một cái rồi. Còn cái thứ hai là em băn khoăn, em bất an
về nghề, về cuộc sống của mình không? Dạ có, tại vì cái lúc đầu mà em lên tuyến quận ở trên á thì bệnh viện người ta nói là bên này em bị hoại tử, chứ lúc đó người ta không có nói là em bị ung thư. Hoại tử thì người ta sẽ nói là bây giờ sẽ mổ lấy cái hạch đó ra, cam kết là trong quá trình mổ này sẽ có biến chứng này nọ, thì sẽ trúng dây thần kinh số 7, mặt em sẽ bị méo hay là những cái chuyển biến khác thì bác sĩ không đảm bảo, nhưng mà bác sĩ sẽ đảm bảo là sẽ ổn. Thì gia đình em bàn luận xong và hỏi ý kiến em thì nói chung là đưa em mới về ông bú, thì sau đó là không có mổ nữa và bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân bệnh. Thì sau khi tìm hiểu nguyên nhân bệnh thì uống thuốc đó, lúc đầu thời gian uống thuốc đều là chưa có điều trị đâu, chỉ uống thuốc cho nó xẹp bớt này nọ thôi, thì em nghĩ là ổn rồi. Rồi bắt đầu bác sĩ làm ở sức khỏe thì mới báo em là bây giờ là em bị giai đoạn 3 rồi. Giai đoạn 3 thì chuyển biến tất nhiên nó sẽ nặng hơn những giai đoạn đầu, mà khi mà mình phát bệnh thì nó đặt trong đầu nó có nhiều câu hỏi là ung thư của mình là thuộc cái chuỗi nào, dạng nào, nguy cơ sao, mình sống được bao lâu. Sẽ có loại ung thư là họ sống khoảng tầm 3 năm, có nhiều người sống 5 năm, có người sống 10 năm, 15 năm, nhưng mà mình đang trong trong nhóm nào. Thì chứ yếu dạng lúc đó thì em bác sĩ nói giai đoạn 3, thường nghĩ là giai đoạn 3 là những cái giai đoạn cuối rồi. Thế thì cái ngày mà người ta trả kết quả về á, mà mình đọc trên cái tờ giấy là mình khẳng định rồi đó, mình ca. Cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào, và lúc đó có ai ở bên cạnh em không, hay một mình thôi? Dạ có gia đình, nhưng mà cái ca đó, trong cái từ đó, cái từ mà nhìn mà nó cảm thấy khi mình đọc xong á, mình sốc nhất á, là cái từ ác tính. Đặc biệt cái trường hợp của em là u ác tính. Lúc đó em rất là sốc. Mình đọc cái kết quả đó là ở bệnh viện hay về nhà mới đọc? Dạ hỏi bác sĩ là lúc đó có bác sĩ hỏi bác sĩ bây giờ là tình trạng bệnh em như thế nào, của em là bắt đầu bác sĩ là u ác, nhưng mà cũng là kiểu dạng như là để bác sĩ hội chuẩn sẽ nói chung là em cứ yên tâm, công nghệ của Tây y bây giờ người ta tốt lắm, nên ra là em cứ tin tưởng Tây y thì thôi, cứ tuổi mình có tuổi trẻ mà mình còn đề kháng, mình còn nghị lực, thì mình không phải như mấy những người mà lớn tuổi họ không còn sức khỏe chống chọi với bệnh á, thì lúc đó thì họ chịu đựng tới đâu hay tới đó, còn mình thì cứ hy vọng, cứ cố gắng đi em, biết đâu trời thương sao. Gia đình em á thì bên nội em là cũng có mấy người chú á là cũng bị bú, nhưng mà tại vì em nghe nói là mấy chú vô xong thời điểm đó là có em có lên mấy chú, thì mấy chú vô phát đồ hai hoặc là ba là chủ không nổi vô thuốc là đi luôn, chịu nổi là đi luôn đấy. Khi mình kiểu dạng em cũng tâm lý em sợ vô thuốc, em cũng bỏ. Em nói bác sĩ cho em suy nghĩ, và em thời gian đó em bỏ, em tại vì em nghĩ là em sợ đi, em chưa làm được gì hết. Rồi lúc đó mình cảm thấy mình bế tắc, khi mà kiểu dạng mình cũng chứng chích quách đi cho rồi. Mình nghĩ lại, em nghĩ lại về có gia đình, có ba mẹ, có anh chị em đồng nghiệp, có tình thương của mọi người, cũng nói chung là cũng động viên đó. Mình nếu mà mình quỵ xuống thì uổng công ba mẹ mình lo lắng nuôi tới giờ mình chưa làm được gì hết cho gia đình thôi, mình vậy thì mình con bất hiếu. Chị muốn hỏi về đời tư một tí. Lúc mình phát bệnh là mình cũng tầm khoảng là 30, thì lúc đấy em có gia đình nhỏ của em chưa? Thì em có cô bạn gái. Qua dịch em phát bệnh á thì bạn gái em kiểu dạng cũng tâm lý này nọ, cũng nghĩ rằng em không bảo bọc được, ra là thôi bạn không quen em nữa. Cùng một lúc mình đón nhận một cái bệnh nan y, mình đón nhận một lời chia tay, nó như thế nào? Chứ muốn chết quá đi rồi, mấy cuộc sống mình nó vậy nên tới đây là chắc không còn gì để lưu luyến nữa. Bỗng dưng mình thấy mình tay trắng vậy đúng không? Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tới những lúc mà em nằm em quỵ xuống á thì đều có gia đình là người quan tâm nhất, nên trong ra em cũng nghĩ là khi mà em điều trị em cũng nghĩ thoáng trong lòng rồi, thôi mình cứ lo tập trung mình điều trị đi, còn duyên mình không tới thì cái chuyện đó là mình buông tay để người ta tìm một cái tình yêu nó lo lắng. Cũng là một sự hợp lý, đôi khi giữ lại một người nữa thì cái sự miễn cưỡng đó có thể nó làm cho cả hai đều mệt mỏi. Em là con trai một hay là em có thêm anh chị em? Dạ em còn hai đứa em nữa. Hai đứa em, hai bạn đó lớn chưa? Dạ lớn rồi. Vậy thì khi mà mình bắt đầu có thông tin bệnh như vậy đó, thì cụ thể là gia đình nói gì và gia đình
chăm sóc mình như thế nào để dù cho tuyệt vọng thì những cái điều đó nó luôn làm cho mình được nắm níu trở lại. Lúc đó em chưa có tới nỗi mà em nằm liệt một chỗ, em sợ vô thuốc á, em mới nghe lời người này người kia, em uống thuốc đông y tây y này, không uống đông y, uống thuốc bắc thuốc nam này nọ đó, uống xong rồi em kiểu dạng nó phát triển nặng lên. Thì nó chèn hết mấy cái dây thần kinh, rồi từ từ dần dần là em nằm một chỗ em không đi đứng được nữa. Thì em mới nói mẹ ơi thôi giờ con không có còn đường nào để lựa chọn hết, thôi giờ chỉ có nước là hy vọng vô bác sĩ. Rồi mẹ em mới đưa em vô bác sĩ, rồi bắt đầu em vô thuốc. Rồi lúc đó là gia đình cũng khóc hết nước mắt, cũng nói là thôi thì ba mẹ thì đỡ gánh cho con những cái gì ở ngoài thì được, còn bệnh tật này nọ con đau đớn là ba mẹ mới gánh được. Nhưng mà chỉ cố gắng, em thấy là mẹ em là người chăm sóc cho em nhiều nhất, chật suốt luôn, bà ngoại rồi dòng họ, nói chung là ai cũng quan tâm em ra. Là em thấy như vậy mình cảm thấy là mình không phải là người vô dụng, mình còn tin hy vọng là mình phải cố gắng hết sức. Em cố gắng khi mình vô thuốc xong em cố gắng, em mà cố gắng ăn, tại vì vô nó chuyển biến cơ thể mình nó khác thường, giống như là ăn uống mình không có gì ăn nó vô vị, nó không có ăn được cái gì. Khi mà mình hóa trị thì về bản chất là mình đưa một dạng độc dược khác vào trong người, nhưng mà dĩ nhiên là nó đã được tính toán để đúng với cái phác đồ rồi, thì cơ thể của mình đúng là nó bị tấn công. Nhưng mà bây giờ mình tách cái đó ra đi, cái lúc mà mình bắt đầu phát bệnh thì cái bệnh tình của em á nó dẫn đến những cái đau đớn như thế nào? Nó cái biến chứng đầu tiên là bắt đầu nó chèn, khi mà hạch nó chèn hết cái nửa mặt em á là em không ngủ được, giống như là em chỉ ngồi, em ngồi ngủ thôi chứ em không thể nào mà em nằm xuống. Khi mình nằm thì mình sẽ bị cái gì? Em nằm giống như cảm giác ai dốc ngược khi mình lên vậy. Ai dốc ngược giống như đầu thái dương mình nó khó nhất mà nhất. Đau ơi, nó chèn giết, nó chèn ép mấy cái dây thần kinh, đó là nhắm mắt ngủ không được. Cho nên mình phải ngồi như vậy để ngồi. Cái hướng của nó sẽ là cái hướng xuống. Xuống xuống lại thì em ngồi em xuống, thì bắt đầu em chợp mắt được, nhưng mà chợp mắt thì nó thốn á, nó thốn nhất. Nó chèn cái bên bẹn hông của em thì bắt đầu á em đi cò thọt, là đi kiểu dạng bước lên bước xuống là nó đau. Dạ, bước cao nó đau. Rồi bắt đầu á là đằng sau cột thắt lưng của em, đốt sống của em bắt đầu em xoay trở qua lại, nó đau, em xoay không được. Như là toàn bộ cái cử động cơ thể là trở nên khó khăn hoàn toàn. Nó khó khăn hoàn toàn, giống như là có một cái bong bóng, nó càng ngày nó càng bự lên dần, nó chèn hết. Rồi là nửa ngực của em nó phồng lên, nó khó thở, em thở không được, em đau nửa ngực. Lúc đó ai là cái người vệ sinh cơ thể cho mình, thay quần áo cho mình, rồi mẹ vẫn là mẹ đúng không? Và chị tin là em đau một thì mẹ em cũng bất lực đến 10, khi mà đó là con mình sinh ra, thanh niên trai tráng mà. Cái nỗi đau đó của những người mẹ khó tả lắm. Mà em cũng nhận ra điều đó, cho nên mình phải nỗ lực để giảm cái nỗi đau đó cho mẹ nữa. Dạ, em cũng cố gắng là em không có biểu hiện là mình đau đớn. Tại vì em vẫn hoạt động bình thường thì em tự, em là cá nhân em mình cố được cái gì thì mình cố. Nhưng mà mặc dù như vậy là cái cố đó là mình nỗ lực, nhưng mà nó vẫn rất là bất tiện so với cái lúc mà mình còn đang khỏe. Có khi nào vì trong cái hoàn cảnh đó, nhìn gọi là mình tự cảm nhận cái sự bất lực đó của mình mà em cảm thấy em tức tối, em cảm thấy dạ, phía trước mình là nó mù mịt. Dạ có, em thấy mù mịt rồi, không thấy giờ mình nằm một chỗ vậy là mình không giúp được gì cho gia đình nữa. Mình giống như là một gánh nặng cho gia đình vậy đó. Chào bạn ha. Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán. Dạ, em tên là Lê Hữu Chí. Nói lớn lên bạn ơi, bên này không có nghe. Dạ, em là Lê Hữu Chí. Lê Hữu Chí. Rồi, Chí sinh năm bao nhiêu em? Dạ, em tên năm 1990. 1990, rồi em đang sống ở đâu và em làm công việc gì? Em đang sống ở Gò Vấp. Rồi chia sẻ cụ thể về bản thân mình đi em, họ tên, tuổi, rồi công việc, rồi quê quán, rồi nơi ở hiện tại, công việc của mình cụ thể là làm gì em? Em làm ở tỉnh Phú Quý chứ đâu. Không nghe được bạn nói cái gì luôn á. Em làm thợ điện đúng không? Dạ đúng rồi.
Ừ, làm cho công ty hả? Làm cho công ty. Rồi, làm công ty là ở Gò Vấp luôn hả? Công ty là luôn chị. Ừ, còn nhà em thì ở đâu, quê em thì ở đâu? Đây em gốc mà chưa ở dưới mình nhà dưới mình người ta mà chưa có gốc lâu rồi. Tức là em ở Sài Gòn luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nào? Nói chung là em sống em phải chịu. Tại mình cũng không có cái tấm địa chỉ. Em có bao nhiêu mối tình rồi chị? Hai rồi chị. Hai mối tình rồi em chủ động em chia sẻ đi, ở đây chương trình của mình á chỉ là bọn chị chỉ gợi ra rồi sau đó em sẽ chủ động em chia sẻ để xem cái cách chia sẻ của em khi em lên sân khấu nó như thế nào thôi ha. Nói chung á hồi xưa lúc mà có đi học nghề á cũng khoảng năm về trước rồi, thì lúc đó em còn đi làm công nhân á, thì em làm bên kia ngay á thì em có quen với lại cái bên đó cũng bật dữ vậy lắm, thì nó chỉ lúc mà nhà nó cũng vậy thấy ở trong đoàn cái không có gặp thì mình ra cũng mất mặt luôn. Hồi đó thì không có Zalo như bây giờ đâu, khi mà mất số điện thoại mất liên lạc thì coi như là không liên. Là bao nhiêu lâu rồi em? Cũng khoảng 20 năm rồi. Thì 20 năm, năm nay mới có mười mấy tuổi, à ba mấy tuổi mà đã 20 năm rồi hả? Dạ, năm đó 2007, lâu lắm, cũng gần 20 năm. 2007 là mới có 17 tuổi hả? Lúc đó 17, 18 tuổi. 17, 18 tuổi đã có bạn gái rồi. Cái thời đó thì đi làm công ty á, bên mai thì còn mà lúc đi học nghề ra trường học ra em làm cũng tới giờ là cũng mười mấy năm rồi, thì đi làm nghề này nó vậy thôi, không có quen ai được hết. Ok, rồi bây giờ là em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em nói lớn lên giùm chị một xíu nhé, em nói bên này chị không nghe được luôn á. Kiếm cái người nào mà dễ chịu chứ từ. Ừ. Dễ chịu được ngoại hình, tính cách rồi tuổi tác rồi sao em? Thì tính cách thì dễ chịu, còn hình thôi tôi nói là được rồi, không cần chung thì dễ chịu cho nên kiếm người là dễ chịu giống em là được. Ừ. Lớn tuổi hơn em được không? Lớn tuổi hơn đừng lớn hơn được, lớn tuổi cũng được luôn, nhưng mà làm ơn thì có gia đình trước đó đừng có gia đình, tại vì trước sau nói chung cũng thường. Tức là lớn tuổi hơn em thì được nhưng mà đừng có bỏ vỡ ly hôn gì hết đúng không? Ừ, lớn hơn em mấy tuổi thì được? Mấy tuổi cũng được, tuổi tác không quan trọng đâu. Thôi, chục tuổi được không? Dạ. 10 tuổi được luôn hả? Dạ. Rồi. Thì ba mẹ có nói gì không? Nói là 10 tuổi ba mẹ em có phản ứng gì không? Không, nhà em gì đó, cũng vậy. Ừ. Mẹ em đang sống cùng ba mẹ đúng không? Không, giờ ba em qua đời lâu rồi, có mẹ em không? Ừ. Là có mẹ hai mẹ con là sống cùng một nhà thôi. Ừ. Ok, rồi. Cảm ơn Trí nha, hôm nay buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có người phù hợp, có lịch phù hợp thì chương trình, biên tập chương trình sẽ làm nội dung với em thêm một lần nữa cho nó kỹ hơn nha. Ừ, rồi ok. Ừ. Dạ, đường tình của em thì nó hầm hiu lắm chị ạ, lanh bênh. Được mấy mối tình rồi, tại sao chia tay? Em được 2 mối tình rồi ạ. Mối tình từ thời đi học với một mối tình mới chia tay cách đây khoảng được 2 năm rồi, bạn ấy hết thương em nên bạn đi lấy chồng. Quen bao lâu mà người ta bỏ đi lấy chồng? 2 năm hết thương rồi người ta đi lấy chồng. Trong lúc 2 năm mà sao em không cưới? Tại vì lúc đấy em chưa đủ khả năng cưới bạn đấy nên là em, bạn ấy thấy em còn nhỏ nên bạn ấy bỏ em đi rồi lấy người khác. Ừ. Dạ. Em không cưới người ta, là phụ nữ người ta nhiều khi người ta chờ đợi lâu, người ta già người ta không chịu.
Vâng, tại vì lúc đó em nó còn chưa được lớn lắm, bây giờ em mới được lớn nên lại suy nghĩ lại rồi nó. Ồ, lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó hình như là 25, 26 tuổi đấy chị. Rồi bây giờ là đã ô lai ok hơn chưa? Bây giờ ngoài 30 thì nó ok hơn rồi chị. Ok là có được gì rồi, nói chị nghe thử coi bây giờ nó khác gì so với trước đó. À, tại vì em lớn thêm được 1-2 tuổi, công việc thì nó ổn định hơn hơn ngày trước. Ngày trước thì công việc chưa ổn định hả chị? Bây giờ ổn định làm sao, thu nhập ổn định hay đã mua nhà mua xe hay như thế nào rồi em? Trước là em thì em đã ở nhà trọ, xe máy cũng có rồi, phương tiện đi lại thì anh chẳng có. Lương thì cũng ổn định rồi, tháng 11-12 Ủa nè, anh chưa làm hay làm gì? Rồi ok em, bây giờ em muốn tìm một người như thế nào nè Tuân? Nói chung là em muốn tìm một người, nói chung là em thì em không quan trọng ngoại hình cho lắm, nói chung là em cầu mong chương trình tìm xem người nào mà nó, nói chung là cũng không không còn ngoại hình đâu, tức là nó mập mập một xíu được rồi chị, tại em thích người mập á. Ừ, thích mập hả? Em cao bao nhiêu? Em cao 1m69 ạ, nặng 55 55 kg, giờ kiếm em với cô 70 kg nha. ạ. Vâng, được chị ạ, tại vì gu Ừ, em vui thích này. thích nữa. Sao em thích cái gu vậy kỳ vậy? Chị thấy đàn Tại ông là đa số thích mấy cô rồi, chân dài, ốm đồ. em không thích, tại vì thích người mập là ôm nó mát đó chị. Này này có kinh nghiệm nè. Có Mập kinh nghiệm nè. Ủa xưa là bạn gái em mập hay ốm? chị ạ. À em thích người mập. Thiệt tội Vâng. nhỏ ghê, mập mà cũng không chịu chịu à. Ok Dạ. mập thì dễ mà, ơi trời chị kiếm nhà mập mà chỉ sợ em chê người ta xấu thôi. Nói chung là em không quan trọng vùng miền đâu, trong này cũng được mà ngoài Bắc cũng được. Dễ chịu vậy mà sao em không kiếm được ai, cái chỗ em làm không có người hả? Tại vì chỗ em làm mà toàn những người có chồng hết rồi chị ạ. Tại vì em làm một cái xưởng lớn nhưng mà xưởng ấy toàn là nhận những người mà có gia đình hết rồi đó. Em thì làm lâu rồi nên là tiếm ở đây đây làm lại. Dạ. Ôi chị xin lỗi nhưng mà tóc của em á là nó quăng quăng hay gì á đúng không? Không, em ở Sài Gòn lâu quá nên là nó bị cháy á chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Ủa rồi đi ra đường cũng đội nón đội đồ mà bộ công việc em ngoài nắng là sao mà cháy? Không biết nữa, nhiều khi ở trong nhà quá nó cũng cháy, ở Sài Gòn nắng dạo này Tết đây nên là nó 4 mấy 5 mấy độ. Rồi có dự định Dạ. về quê không em á? Về quê luôn á. Không, em chưa dự định về quê, em phải ở khi nào lấy được vợ ở trong Sài Gòn em mới về quê. Lấy được Em thích vợ lập rồi về quê, rồi vợ người ta không thích về quê thì sao? Giờ nếu mà mình ý định về quê về đó lấy vợ luôn. không, tại vì là gia đình em thì bố mẹ em không, gia đình đình em thì bố mẹ nữa, tại vì bây giờ nếu mà em quen được một người bạn gái ở trong này thì bạn gái muốn ở trong này thì em ở trong này luôn. Trời này Dạ. nóng vậy đó nha, nóng vậy mà em thích cái thời tiết trong này hơn hả? Về quê rét lắm, Thanh Hóa còn em giờ rét teo hết cả người, về quê Rồi ok, điểm em không thích ở bạn gái là cái nói nhiều ạ. Em thích à? người nói, không thích người nói nhiều, nhiều khi nói nhiều quá hay cãi nhau. Cũng hay đó Vâng. này, chị thấy cũng hay đó, Vâng. tại chị thấy chị nói nhiều quá, chị hay cãi lộn với bạn trai của chị quá, chị thấy cũng không đúng rồi nên nói ít đúng không? Là mỗi người một cách nói chuyện riêng, thì một người phụ nữ nhiều khi người nói nhiều người nói ít đó chị, nói chung là em cũng mong kiếm được người nào cũng chung là nói nhiều được, nói nhiều chung bình thường cũng được không sao, nhiều khi mình đâu có lựa chọn được, tại vì mình cũng đâu có được hơn ai đâu chị, đúng không? Nói nhiều. Rồi Dạ. em ca hát được vậy hát vài câu chị nghe thử coi, lên hát À, giọng cô gái rồi nè. ừ tại là gì được, ừ nếu là anh thì ừ rồi mời em. nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày, khi màn đêm nhẹ buông xuống anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Vậy được chưa chị? Trời ơi hát hay quá trời vậy mà không có cô nào nghe là thôi chắc chịu liền rồi đó. Ok em được rồi đó. Nếu Dạ. mà được chọn á, thì chương trình sẽ liên lạc cho em nha. Rồi trao Vâng. đổi thêm với mình ha. Vâng ạ. Ok rồi Em cảm cảm ơn ơn cô, chị phần cắt của em xong rồi đó. Cảm ơn em Vâng nha. ạ. Chúc chị một buổi chiều vui vẻ nhá. Em giới thiệu về họ tên tuổi nè, quê quán và công việc của em đi. Dạ, em tên là Hoàng Quốc Hải, năm nay 27 tuổi. Quê em, nhà em ở Bình Dương. Công việc của hiện tại em là kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. Là em làm cho xưởng người ta hay sao?
Dạ làm cho người ta. Em làm như vậy thì cái thu nhập của em như thế nào? Dạ thì thu nhập cũng ổn định thì Ý là mức đủ nuôi trung bình sống tầm khoảng bao nhiêu á? trung bình từ 8 đến 9 giờ. Rồi em rồi bây giờ Hải nói về bản thân em đi Hải. Em tính cách như thế nào, điểm mạnh điểm yếu làm sao, sở thích tài lẻ như thế nào ha? Em thì tính tính tình thì nói chung là cũng hiền, đôi lúc điểm mạnh là cũng siêng năng mà tự lập, sống tự lập. Còn điểm yếu thì hay quên, nhiều khi nói trước quên sau. Có tật xấu gì không? À, hút thuốc nhậu nhẹt đồ có Dạ hút thuốc thì không, còn nhậu nhẹt thì có chút chút. không? Em có tài lẻ năng khiếu gì không Hải? Năng khiếu thì cũng có, cho Rồi nên lên là sân khấu có biểu diễn thể hiện đồ gì được không? chung là cũng có biết, cũng biết hát, Rồi thích nhất bài gì hát thử chị nghe một câu coi. nhưng mà nhỏ xỉn nhưng mới hát được, còn bình thường thì không hát được. Vậy nếu mà được chọn lên chương trình phải tập trước một bài nha. Trước Dạ giờ là em trải qua mấy mối tình rồi? dạ cũng được 2 mối tình. Rồi kể chị nghe 2 mối tình đó, đó đi. Quen bao lâu sao lại chia tay? Mối tình đầu thì nó cũng ngắn à, nó chừng 2 tuần à. Tự nhiên quen nhau cái bạn gái tự nhiên bỏ về quê cái không nói năng gì hết. Mà còn mối tình thứ hai thì quen cũng được 2 năm mấy. Rồi kiểu như người ta gia đình ta nói em không quen không lo được cho người ta, cái hai đứa cũng xích mích chia tay. Tay xong anh có buồn không? Có khóc không? Người ta nói đúng về mình có đâu đâu buộc. Mà là bao lâu rồi em không quen ai? Gần cả năm nay Rồi bây giờ đã làm lụng tích góp đồ này kia các thứ để chuẩn bị cưới vợ chưa? dạ rồi, nói chung là mấy vấn đề đó là chuẩn bị hết rồi, cũng không thiếu gì hết. Dữ vậy trời, không thiếu gì luôn rồi, có nhà cửa chưa? Nhà thì có rồi, mà tại bây giờ đi nhà bên Bắc Văn Nguyên á, mà giờ đang làm thì sống trọ cho Bình Dương, còn nhà thì vẫn có nhà. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái làm sao? Nói chung là hiền, biết chăm lo cho gia đình là được. Em cũng hiền rồi, bạn gái cũng hiền. Ngoại hình bạn gái, tính cách, tuổi tác đồn sao? Không chừng bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn cũng được. Em là sinh năm mấy ta? Em 97. 97 gì còn nhỏ quá. Dạ. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Bạn gái ở đâu thì được, có quen xa được không? Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Sài Gòn thì vẫn ok. Nói chung miền Tây cũng được, mấy tỉnh miền Tây cũng được. Rồi còn yêu cầu gì nữa không Hải? Dạ do đó rồi chị, trong giờ cũng yêu Rồi cầu ok. gì không khó À, khăn gì em hết. là cao mét mấy á? Em cao 1m75. Vậy cũng cao rồi, nhưng mà lên đó nếu mà được chọn là phải tự tin mạnh dạn hơn, ca hát thể hiện đồ này kia đồ ra chứ, vậy là Dạ hiền quá. tại cái giọng bình thường nó không có hát được, không có là bình thường cái giọng em hát nó khó nghe lắm. Múa võ Dạ có học võ không, thể thao đồ hồi không? đó có học mà quên hết à, hồi đó Nói chung đi là đi mình phải đến tự cũng tin có bản học lĩnh mà giờ lên mới quên được. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà được chọn thì phải làm nội dung thêm với em để chuẩn bị những cái nội dung nữa nha. dạ. Rồi ok, cảm ơn em.